cho anh chị buổi chiều nha. Em đang chiều tới thời gian giờ tới tối đó, anh chị có thể coi trên video. À, anh chị có thể chọn mã số rồi gọi trên hotline cho em. Anh chị nào mà có Zalo thì gọi Zalo, rồi tiết kiệm tiền tí xíu anh chị nha. Rồi em đã xin thông báo ở đây thì em sẽ quay nguyên nguội tới những ngày tiếp theo. Anh chị có thể khi mà lên nguyên nguội thì cứ coi từ từ rồi chờ. Anh chị chọn mã thì gọi cho em, nếu còn thì nó chốt, nếu gì không còn thì sẽ báo không còn chị nha. Ở đây thì mỗi ngày sẽ lên một cái video buổi chiều. Lúc giờ thì chưa có ổn định được, tại nhiều khi em không có biết được là mình rảnh lúc nào đó. Nhưng mà cứ ngại lên cái video đó anh chị. Cái video cho hai trang nha, Trang Nguyễn TV và Tân Nguyễn TV gì nha. Đầu tiên em sẽ lên nhật trước, sau em sẽ lên 10 mã số pháp. Trước hết là 40 mã số nhật và 10 số pháp. Đầu tiên em sẽ lên mã số nhật trước. Nhật cái đây gồm có như cái mẫu dĩa đây. Nó dĩa đẹp lắm. Hai cái gì nha. Hai cái, nó có hai cái nè. Cũng nhau luôn, quá đẹp rồi. Xanh lè luôn mà rất là đẹp. Đẹp là đẹp cái kiểu như là nó lam mà lâm đậm á. Cái thư pháp, chữ thư pháp của nghệ nhân đó chị nha. Mười tám phẩy năm, hai cái này chị chốt em là 150 nha, 150 hai cái, hai cái 150 giá cũng rất là yêu thương. Số công một đầu tiên anh chị, 150 cho em số công một. Để đi hỏi bóc lên giang em lấy luôn đó. Không, đâu có tá luôn có lợi hả? À, lại đi. Đây là công một đầu tiên nha, 150 đây cái bên em đi. Rồi về. Có đâu? Rồi. Đây là 001 đầu tiên nha, 150 cho em, làm rất là đẹp. Cái đầu dĩa xanh này nè, để vậy. Đi sinh nay mà này dập da nó rớt. Đi, có bán chưa? Chưa bán sao không được. Còn cái bộ dĩa 5 cái. Gì vậy? Em cộng tiền bằng máy để chị là mở cái này là xà cừ nha. Đây là nó có ẩn xà cừ nè. Cái dĩa này là nó có ẩn xà cừ. Đẹp lắm. Nó giống như là nó có ốp một cái lớp xà cừ, nó vừa là chị chữ ký gợi nhau mà vừa là chữ ký ẩn luôn vậy nha. Nó có hai cái cấp độ luôn đó, cấp độ chữ ký nghệ nhân với chữ ký ẩn luôn, đẹp lắm chị. Sáng qua được con cháo anh chị, trung bình rồi. Này, cái bộ dĩa này là em sẽ đường kính anh chị, bộ dĩa này anh chị chốt em là 250 nha, rất là đẹp. 16 văn, 16 phân anh chị nha, 250, 250 cho em. Số 002. Quá chẳng thôi từ mà dĩ rồng đến chị. Nó làm mẫu dĩ rồng rất đẹp. Từ dĩ rồng rất đẹp. 002. Cái phèn bộ này rất đẹp. Bộ này gồm một cái nha, một cái nè. hai cái giống nhau, được hai cái đúng không, đường kính khoảng 11-12 phân, làm rất đẹp, làm rất đẹp. Đây là anh chị chốt lên 100 nha, 100 cái có 20 năm xả trên chị 5 cái này 100 cho em. Giá mua chưa có nữa. 100 nha anh chị, 100 số 003, 100 số 03 chị nha. Định hình hoài luôn, biết anh chị thấy rõ không, cái máy nó cứ vô cái định hình hoài luôn, đứng hình hoài luôn anh chị. Máy là đây. Nó viên đó chàng. Đây nè, tờ giấy lấy cái ra đây. Đây một cái dĩa hoa văn nổi. 115 đó, anh cứ cộng tiền đi, ghi giấy liền vô đó luôn. Đây một cái dĩa rất là nặng nha. Đây là dòng men, không cái cộng đen á. Cái này là dòng men đặc chị nha, dòng dĩa men đặc 23 phân, ai thích nghệ thuật bông này giống như bông gì đẹp cái gì, nó nổi như vậy nha, đây là nổi. Quá đẹp, quá đẹp, 23 phân có chân nha, cái này chính cái cây đồ chơi. Anh chị chốt em 140 nha, 140, số 004, em cũng có một cái mà mình chị. Cái cây là bao đẹp luôn. Những cái cây là bao đẹp anh chị. Lấy cái cuốn, tiếp theo có một bộ dĩa nhỏ nè, bộ dĩa nhỏ 50k, 4 cái cặp này ném nhau, đường kính khoảng 13 phân anh chị, đẹp lắm, lam không mà lam phun không mà hoa hồng không mà, chứ mà chị sưu tầm được cái gì, ví dụ em bán 30 nó 150 em sẽ xe cho chị 120 nha.
coi như vừa bán vừa khuyến mãi luôn, 120-6005 ngày 18/9 nha anh chị. Sao mình cứ định định dạng vậy trời. Trời, còn quay qua tú nữa. Rồi hết rồi đó. Đây là có 5 cái chị nha, 5 cái nè, 5 cái này là 100. Tiếp tục em quay qua em cái nữa cho anh chị ơi. Ừ, em lại làm cái nào vậy? Nó đang định hình hoài luôn, định vị hoài luôn. Định vị hoài là khó. 120 chị nha, 005. Anh chị có thể gọi thấp la cho em nha, anh chị thích mã nào gọi cho em đi là anh chị có thể chốt được đơn à. Nếu mà có còn em sẽ chốt cho anh chị. Muốn quay qua em cũng được, muốn quay qua chụp hình nữa mà. Này lên chút. Ai thích chưa lớn cái bầu dĩa này cho em. Bầu dĩa này là đang 370 nha. Cái liệu cái tập này cũng dụng nhóc cho em. Cái liệu nhiều lắm. Đường kính là 23 phân vậy nha. 23 phân cho em. 23 phân cho em. Cái dĩa này thì độ sâu lòng có mà tuổi đời con cũng có nè, không có chữ chị anh chị chứ là 350 nha chị nha, 5 cái. Số 006 350 5 cái chị nha. Có 5 cái nha chị nha. 5 cái như vậy nè. Bự lắm á, to lắm. 5 cái. Chị chàng này. Hai dăm xương nha mẹ, mẹ nó chết. Ơi. Có 22 cái tô, hai cái tô xưa đó bạn, hai tô cảnh là đẹp nè. Cảnh cây nè, hai cái. Hai cái, có chữ gậy ngang hai cốt nha, dòng dòng sưu tầm. Rồi kính các anh chị ơi. Anh chị chốt em hai cái tô này là 108 nha, cả 90. 15 phân kem 108 hai cái nha, 15 phân kem. 108 cho em. 007 được gì, 07 cho anh chị ơi. Đây là 2 cái 108 07 cho anh chị. 2 cái tô, 2 cốt nha, dòng sưu tầm. Anh chị nào thích dòng sưu tầm thì lấy cái này mà sử dụng cũng khá là sang. Có một cái dĩa những chiếc lá bàn rất là đẹp. Dòng xưa tiếp nè. Đây là vàng nha, có một em nghĩ là nó còn đẹp lắm. Theo cái này nó vẫn còn đẹp. Đường kính em đo, đường kính là lên tới 23 phân. 23 phân. À, cái này là chốt cho 100 thì nó mắc lắm, em 90 cho anh chị. 90. Em mã chốt 90 nha. 90 số 008. Cái dĩa này là cũng nghệ thuật đó nè. Nó làm giống như dĩa tay, hình như dĩa tay còn hình gì nữa. 08 90. 091 chiếc dĩa rất là đẹp. Dĩa này là dòng dĩa châu Âu anh chị nha. Châu Âu anh chị nào chốt thì chốt cho em mã tiếp theo. Cái này rất đẹp nè. Cái này anh chị chốt 107 nha. Dĩa này rất là to, rất là đẹp. Nghệ thuật luôn á. 25 phân 107. Giá cũng dễ mua, 107. Giá cũng dễ mua cho em, 009. Đẹp quá, dễ đẹp. Quá đẹp, to 25 phân. Con sao biển. Rồi, chén cơm là còn 35 cái nè, 35 cái rồi. 5 cái này là chốt cho 102 chơi luôn. Có 3 cái chủng và 3 cái bằng nha, 102. Đây, 102 luôn, lên đi. Rồi. Mới đập 1 cái nên còn có 102. 102 cho nha, 102010, 102. Rồi, lên luôn. Tiếp theo. Bởi vì mua lẹ mấy anh chị để nó mòn á. Từ từ bị đập hết á, chứ không bị gì hết, bị đập chứ bị gì hết. Như giờ qua lại cái đá tới đá luôn, đây là 5 cái chú tiểu nè. Chung một cái 50 ngàn cũng được, nhưng anh chị cảm thấy có thể hơi cao đúng không? 120 3 cái nha, 3 chú tiểu. 16 phân 120 cái có 40 nha, 3 cái 120. 011. 120. 011. Lẹ con gẹn vô. Tiếp theo, ây da, đồng dĩa đẹp quá. Hoa văn nổi. Hoa văn nổi nè. Nó hoa này hoa châu Âu quá chị. Nó dòng này dòng châu Âu của Na. Na Rumi. Thương hiệu của Na Rumi nè. Căng nặng con này khá là phức tạp. Anh chị chốt cho em là
270 luôn, xếp luôn bốn cái nha, bốn cái 270, bốn cái này 270, bốn cái 270 nha, 270 bốn cái nha, 212 270 này tiếc gì nó trời, yêu thương gì mà còn ở đây. Một bộ combo lam lộn xộn nha anh chị, lam lộn xộn, lộn xộn đi, ai thích lộn xộn lấy lộn xộn, chỉ chuyện thư pháp thôi mà, thư pháp chỉ chuyện thôi mà. Này chén thù cái này đẹp này, ví dụ như cái 30 thì cũng là 120 đúng không, em bán cho anh chị sập sàn đêm nay 120 cũng được anh chị ơi, rẻ rồi 120 nha, 120 cho em, 120 có bốn cái đẹp tới 30 xin mà đẹp lắm, cái này không mà đủ dốt không chị, một cái dĩa chuẩn chuẩn này 120, 013 013 anh chị nghe, đây là 013 nha, 013 đây là một 120 tiếp theo cho em hai cái tô màu nâu nâu, đây là có 15 phân, có độ sâu lòng nhẹ nha, độ sâu lòng khoảng 4 phân, 120014. Anh chị chốt cái mã số á, mới biết được ông chốt nha anh chị, anh chị nói nhiêu tiền có biết cái đó cái gì đâu. Anh chị cứ nói 014 là biết cái này gì vậy đó nha. 014 cho em là hai cái tô chặt kẹt lỡ lỡ này cũng đẹp lắm. Dòng đất nâu đen. Trời ơi. Cái này mà có 150 bị gớt anh chị. Giá gấp cũng là 150 nha anh chị, thật sự nó có 160 luôn. Cái này đúng ra là 160 nè, cái này là vẽ tay được mà anh chị, cái này có vẽ tay nha, những chấm vẽ tay này nè. Vẽ tay. To lắm. To cực kỳ. To lên 26 phân, 150 bị gớt. Đây là chữ chuyện của nó luôn. Ê cộm lắm nha anh chị, có thể gọi được luôn, gọi được cái những cái gọi là cái quẹt tay nó luôn chị. Em xét là 10k thôi nha, 140 dòng xưa nha anh chị, dòng xưa anh báo xưa cho. 140 hai mươi mấy phân, chị nào mua gọi hotline cho em. Tiếp theo cái này cũng là 140 nằm sale lại luôn. Để gọi có vẽ tay nha. Có luôn, nó nhám nhám như là vẽ tay nè anh chị. To 26 phân tiếp nha, đây là chữ chuyện nè. Dự chữ ký nghệ nhân đóng dấu luôn, cũng mập luôn. Nó cũng chỉ có một cái, những dòng này nó có nhiều tại vì nó vẽ tay nên khỏi là cái là máy móc nó sẽ nhiều. Cái trang này xinh lên đẹp lắm chị. Có 140 anh chị ơi, chốt cho anh nha, nhanh nhanh lên chị ơi, có nhiều đâu. Mấy hàng này sưu tầm của nó nha. 016. 016 nha. 50 số chứ cũng đuối lắm anh chị. 50 luôn chứ bốn nhịn lỡ rồi. Chơi luôn. Gì đây? Tàu xưa má ơi, đâu có tàu xưa là vậy. Cặp này lên luôn chị ơi, cặp này có một cái chén châu Âu rất đẹp nè. Men cũng rất đẹp mà nghệ thuật cũng có nhiều, cái này thì nó cũng dễ thương lắm chị. Hai cái này kết hợp nha. 80k cho em chị nha, 80k cho em hai cái đó đó. 80 cho em. 80 là cũng hết lòng hết dạ anh chị luôn đó. Rồi. Hai cái ngay cái cưng lắm, dùng nghệ thuật cho em. Còn có tô xưa nè, cái tô này em mà trưng bày cũng đẹp lắm, em thích màu lam lắm, nó phun lam luôn nè. Tô này tốt nha, 100k nha. Cái tô đã lỡ thôi nhưng mà nó xưa lắm nha. Thờn nhẹ trong lòng 13,5. 13,5 sau lòng là 6. Rồi. Ai thích sưu tầm mình lấy này 100k. 100k cho em. 100k. Ăn cái cặp dĩa, cặp dĩa là đẹp nè. Số không dễ ăn đâu nó. Cặp dĩa này cũng nghệ thuật lắm chị, nó vẽ theo cái nó hình uống theo hình cái bông trên đây nè. Cặp này chốt nha. Này tới thì bị cần á, em chốt 60k. 019 nha. Cặp này 019. 019. 019. U một cái dĩa rất đẹp có chân nha. Ờ cái dĩa đẹp quá. Anh chị nào cứ thấy mã số gọi cho em. Gọi nhanh nhanh nha. Để không thì anh chị sẽ bỏ lỡ những cái sưu tầm mà anh chị thích đó, cũng lắm. Em nói thiệt anh chị nhiều cái em cũng thích, em cũng đam mê mấy này lắm. 18 phân một cái dĩa chân rất đẹp, quá đẹp, dòng này cũng nghệ thuật ghê, viền nâu nó anh chị.
90k hơi có này đấy, tại em để là vừa đó. À, quá vừa luôn, 90k giá cũng căng nặng luôn chứ không phải sưu tầm nữa, nó có khờn nhẹ nha, có chân nên nó dày dặn nha, nó nặng lắm đó, nó cũng như bằng giá tiền luôn mà tại em bán theo cái giá căng đó anh chị. Đẹp quá, cặp này đẹp quá, da ba nè anh chị, lên luôn. Tiếp theo chốt em 120 nha, cặp này cũng dễ thương lắm, cặp này là hình nó nghệ thuật lắm, như giống trái tim vậy anh chị ha, nhìn kỹ trái tim nha, nó hai màu nha, cái màu xanh cái màu hồng, trái tim này trái tim núng mà trái tim sâu rồi, số 021 luôn, giống như cầm trẻ thôi, cạn như tôi em cũng cầm trẻ trẻ nè đó, em cũng cầm trẻ nữa đó, nó hẹp, ai mà cầm trẻ trẻ là khuôn mặt nó dài dài lắm chị. Đây nha, đây có một cái tô phun bông lòng rất đẹp, tô này cũng đẹp rồi nha anh chị, chốt ngay cũng không rẻ đâu mà em bán 70k cho anh chị, cái tô đẹp lắm, đường kính là 15, sau lòng 15 nha, 70k cho em, 022 anh chị có thể nhìn thấy bên trong với bên ngoài còn đẹp ác, nó nặng lắm nha anh chị, không có chuyện trò nhưng mà cốt rất là dày, đế ghế rất là dày, em gấp thí chỗ em ngồi cho em cũng biết lấy gì cho anh chị. Cái này bán được không? À, vậy? Em về đi chứ, bị mềm đó, bị mềm thế chứ em khỏe chứ gì. Cặp dĩa này khá là to, cặp dĩa này anh chị chốt nha, quá là đẹp rồi, vừa có hình cảnh vừa hoa nổi luôn, rất là to, không chuyện nhưng bao cho anh chị dùng châu Âu rất đẹp, 23 phân nha, anh chị chốt 108 cho em, nó mấy ký á, hai cái nha anh chị nha, hai cái 023 108 cho em, đẹp lắm, cái 90 đẹp, đáng yêu thương luôn. Đây có bốn này nặng quá, đẹp quá, bốn cái này dày quá cũng khó lòng lắm, mình bán anh chị luôn, chốt gì 150 luôn anh chị, bốn cái nha, 150k rất là nặng, ký mấy 2kg luôn, cái này mà bán căng chết luôn, dày lắm chị ơi, giống như dòng châu Âu vậy đó, dày miếng thịt vậy, anh chị nào thích thì mua 19 phân. Cái này là anh chị mua về cảm nhận được cái sự dày dặn mà cái men nó rất là đẹp. 024, 150. Em này nhanh lắm chị ơi. Chụp giật nó được 50 số chứ cây sơ hôm qua nó 50 số đó anh chị ơi. Tiếp theo. 5 cái nha, giống nhau, vậy cũng chung chung mà nó có chữ Anh thôi mà. Giờ mình vô cái hộp Nhật City nè. 19 con này nha, 5 cái căn nặng cũng là một ký mấy. Chốt em là 200 luôn. Trên luôn 200 luôn, vừa bán vừa tặng, chốt nhanh nha chị nha, 200, cái này rất là đẹp luôn, à đánh nhanh lên chị ơi, nhanh nhanh lên, thời gian nó cũng có cho phép nhiều đâu, và cái tô khá là to, cái tô này nước chanh là ok, nó dòng anh Apple gì nha, Apple nữa nè, iPhone nữa nha, cái tô này rất là to, anh chị chốt là trên 100 nha, 10-24 em 40 100 cho em, cái tô này khổng lồ lắm, Apple nha em luôn nha, 26 cái tô khổng lồ 100. Tiếp theo một cái dĩa cũng rất là đẹp, 23 phân, cái dĩa này anh chị ha, hai cái dĩa mua chung đi cho bán dễ dễ, anh chị dĩa này cũng xưa nào nhưng mà nó có chuyện, có khờn nhẹ cái này nha, cái này thì nó mới khờn, cũ thời gian thôi, nó cũ mà nó cũng còn đẹp, chị cho em thấy cái này nha, 80k cho em, hai cái luôn nha anh chị, à cái 40 cho được rồi, hai cái này đã xài được, sưu tầm cũng được, xài đi anh chị để xài cho nó sang, em có hai cái dĩa dây leo này đẹp nè, hai này cái hà khung anh chị nha, chốt em là 60 nha, 60 hai cái luôn, đẹp lắm. Ừ, đường kính khoảng 13-14-15 nha anh chị nha, nó thầm trong đó nó. Ồ, một cái dĩa, chị Giang cảm dĩa bự một cái ra. Ồ, cái dĩa xà cừ. Ồ, anh trưng bày này đẹp lắm. Ho, ho bi. Xà cừ đi ơi, đẹp quá. Giờ thấy nhìn rộng ra nè, nó dắt vàng ấy. Xíu như là hào quang chị nha. Anh chị chốt em cái dĩa này là 180 cho em. 180, còn này 200 vẫn được. Anh chị em bán 180 chơi gì đó. Coi như là yêu thương chị à, anh chị cứ yêu thương em thôi à, hào quang vàng luôn chị nha, đặc biệt hoa hồng giữa luôn, dòng này dòng xưa luôn, đấy đứt luôn, 029 dĩa bự thì bự cho em cái gì vậy, dĩa bành tà ná, ừ
Với gì lựa ờ chị ngồi đó chị lựa bỏ đi hồi chị gian chị thì sao? Ồ cái dĩa 400 ngàn các em anh chị quá to luôn. Khổng lồ khổ lồng. Ừ, dĩa này khổ lồng khổng lồ. Bao khổng lồ. Nhưng mà nó điện cho em rồi. Đây là 400 ngàn nha. Một con lông phụng rất là đẹp. Con phụng chứ không có lông. 35 phân nha. 400 ngàn khổng lồ khổ lồng. Đây là dòng sông hỉ gì nha. Hai cốt luôn. Em có thằng ca hai cái trường cái chuyện cái là được. Hai gì đúng cặp với đúng là đúng hẹp hơn mà thôi. Em bán cái trường cái chơi vậy đó. Nó là trưng bày cũng đẹp. 400k cho em nha anh chị. 030. Tiếp theo. Tiếp theo nha. Tiếp theo chị nha, mấy định mấy vậy 031 rồi đúng không? Cặp dĩa đẹp lắm chị, quá trời đẹp luôn. Quá đẹp luôn chị ơi. Như là siêu nhanh vậy đó, quá đẹp luôn, chữ ký rồi ghi chép gì đầy đủ sức hết trên nha. Đây là dòng dĩa nghệ thuật chị nha, anh chị làm dĩa cảnh được quá đẹp rồi. Nó đẹp như là siêu nhanh vậy anh chị, cái to lắm nha. Anh chị chú dĩa là 200 cho em nha, 26 phân, 031, 200k. 031, 200k chị nha. Chị thay gọi hotline chốt đơn nha anh chị nha. Đây. 031, 200k cho em. Cuộc gọi trực tiếp trên hotline chị nha. Nhắn tin thì anh chị hãy kẹp xuống thoại. Nếu mà còn anh chốt trên tin nhắn là mình nhắn và kẹp xuống thoại. Còn không anh chị gọi cho nó nhanh. Anh chị chốt thì cho nó nhanh đẹp lắm. Quá đẹp rồi chị Giang ha. Viền vàng luôn rồi, có bị mờ ít nha, tại vì nó bị thời gian nó làm mờ. Rồi, rút 3 cái luôn, quay muốn banh phát. Em có cái này nè. Cái này đẹp, hai cái chén cắm pha lê nha anh chị. Quá đẹp, một cái chén kỳ lạ nè, anh chị chốt em 70k nha. 70 là dễ thương lắm. Con cái pha lê vô pha lê luôn chị ơi, 70k. Mã duy nhất pha lê 70k. 3 cái. Giờ nó nhiều quá phải thứ chút à cái này 3 cái này vô được anh chị. Cái này cũng mã khác. Đây có 3 cái vậy nha. 3 cái cho em. Chữ chị rất đẹp. Rồi thôi làm trong chị nha. Chốt em chị nha 140. Bây giờ 150 bán 140 chơi vậy đó, 3 cái này nha. 030 3033. 140 nha anh chị nha, đẹp lắm. Dành năm xưa hết luôn. Em combo lại cho nó rẻ. Anh chị mua từ cái mắt lắm, bộ combo đẹp nè. Combo này là anh chị chốt em 200k nha. Dĩ này không biết tô dùng gì, nó ngọt lắm, nó nhẹ mà nó rất là đẹp, có cảnh trong đây nè anh chị. Cảnh ha. Cảnh đẹp ghê luôn anh chị ơi. Em sẽ đo đường kính đó nha. 15 sau lòng 3 nha. 200k cho em 034. Rất yêu thương luôn. Rất yêu thương anh chị luôn, lên luôn. Cái bộ dĩa thật là bộ dĩa thủy tinh đó. Tiếp theo là 70k tiếp theo nè, có 3 cái này, một cái xanh luôn. 70k cho luôn. Đường kính khoảng mười mấy phân nha. 15 phân. 70k luôn. 035. Này làm lớn anh chị. Bút thì tay có 50 luôn à. Anh chị coi cho nó sướng. À sao mà ngủ luôn anh chị. Nó chỉ gọi cho em nha trên shopline một cái dĩa cảnh dòng châu Âu 2001. Nó ghi gì đó thì nó cũng 2001 thì giờ như năm. 20 năm. Nó ghi là 2001 đúng chị. Cảnh châu Âu. Ngựa bay nè, anh thờ Noel đó chị. Dĩa quá đẹp rồi. 108 cho em nha anh chị, 108 cho em luôn, 036. Chân cũng được anh chị, 036 anh chị ra 108 cho em. Cặp tiếp theo này cặp to lam phun đó anh chị, cặp này là quá chuẩn luôn, da ban anh chị, nét trên da ban luôn, tất cả là gốm Nhật nha.
Một cặp này anh chị chốt cho em là 140, đường kính là 21 phân, 037 140. Em cũng muốn cho anh thời gian, em không có nói chuyện gì được, anh chỉ lên mã số cho anh chị cho em 140. Ba con bò lên luôn. Ai thích chồng con bạch kẹt này lấy nha. Ba cái này chứ. Cái này có vùng lông nè. Có được ký nhẹ nhau nè. Chốt nha. Đây là 108 cho em 3 cái. 3 cái 108 anh chị nha. Mình kính thì nó na ná nha. 16 phân. Sau sau chặt chẹt nha. Đây múc đồ kho. Múc đồ kho xíu được. 038 108 cho em. Cặp này cũng đẹp nên chị. Mình là bao đẹp luôn. Bây giờ có tự nhiên là hỏi mua cái đó nữa chàng. Cái đó là gì? Xương gì vậy? Có cái nó cũng có mấy chục ngàn vậy, có cái mắt cái ghẻ biển nào cũng được. Và mấy mốt bà ghi cho rõ ràng cho tao biết biển nào. 21 phân nha anh chị. Cái này là có hai cái sâu lòng nha, không có chuyện gì bao nhiêu cho anh chị luôn. Chốt em 170 nha. 170 hai cái, một cái có 85 nè. Gì để nó là vậy là có chứ, có chuyện không? Ở khi nó có chuyện trời đó. Đây có mấy cái vậy? Cặp này lên luôn chị ơi, lên combo nha. Combo luôn, cặp này đẹp quá. Bắt giác một cái thì nó tròn tròn, nó cũng dắt giác. Chớp lên nha. Ờ 40 là cứ hết này là tới Pháp rồi. Chốt cho em cái cặp này 130 nha anh chị nha. 130 cho em hai cái nha. Được kính thì nó có 16-17 phân. Cái này dày lắm anh chị, cái này nó dày nhèm lắm nha. Rất là dày, cái này mỏng hơn nhưng mà phun lam hơn. Cái kia thì dày dặn. 16 nha, giống như nó cũng là chạm coi chặt kẹt mà độ dày nó căng nặng nó tới 600g chị. Nặng lắm. Giờ tới Pháp nha, 10 số lên nha. Anh xin 10 cái số Pháp anh chị nào coi thì lên liền cho em. Cái này là có 5 cái nha. Căng nặng nó là 1,5 kg yếu. 1 kg thì nó 180, 19 phân. Nửa kg nó là 45.000 nữa. Em tính 40 thôi là 1,220 nha, 041. 22 năm cá. Cái này tới Pháp anh chị ơi. Tới Pháp rồi đó. Đi qua Pháp rồi. Sâu lòng nhẹ nha anh chị nha. Đẹp. Tiếp theo. Chắc còn đựng. Không, cái đó có hết rồi, hết luôn rồi đó. Hết rồi, để rồi. Cái này hết rồi, còn rất là ngon. Cái nào còn nó đưa cho em. Cái này là anh đỡ chụp hình cho tao. Cái này là có 5 cái luôn vậy nha. Nó dặn vậy sau lòng tiếp nha. Không phải là tô. Đường kính là 18,5. Có 5 cái luôn. Căng nặng nó là 1,2 kg giáp. Thì 1 kg nó 180 đi đúng không? 200g 36. 36 40 ngàn. Cái 220 của kia cái gì trời. Chết mẹ cái kia 270 gian ơi. Cái kia tới 270 nè. Cái kia 021 là 270 chị. Em sorry anh chị luôn á nha. Cho em rút lại chút xíu tại vì nó bị sai. Cái này mới là 220 nè anh chị. Cái này mới là 220 nha. 024. Để kia tới 1,5 kg nè anh chị ơi. Cái này có 1,2 kg nè à. Nha, sorry anh chị nha. Đừng vội vàng chốt rồi thắc mắc em chạy anh chạy. Anh nó quay đầu lại. Tiếp theo cho em 5 dĩa hộp xoài rất là to. Rất là to anh chị. 25, 21. Căn nặng nó là 1,7 kg nha anh chị. Cứ nhân tiếp 1,5 kg là 270, thêm 30 rồi coi như là 300.000 đem bớt cái dễ dẻ gì anh chị nha. Rồi 300.000 đúng gì Giang phải không ta? Đúng rồi, 200g nó là 36, mình tính 30 thôi là 300.000 anh chị nha. À, anh bớt cho anh chị là anh chị thấy bớt anh chị bớt luôn được không? Cái vườn cũng đẹp nè anh chị. Một số thời gian bị vợ chồng tức nó sức nhẹ. Đường kính là 18 phân. Căn nặng là 1,5 kg nha. Nó vậy biết tiền 270 cho em nha anh chị. 044 ký gửi 18,5 phân. 18 phân hả gì vậy? Coi mã số đi. Tiếp theo 45. Hộp xòi tiếp đi. Nhà mình cũng quay được 3 máy. 16 22 045 chị nha, cân nặng là 1,5 kg tiếp, 270 tiếp. Quá trời chính xác luôn. Có 5 cái nha, quên 5 cái gì 5 cái. Nói chung là cân nặng với là anh chị biết rồi.
nó cái gửi nha, cái gửi giác luôn. Năm cái thì phải biết là bao đủ 10 số gì nha. Tiếp theo cho anh chị một bát giác, vậy bát giác có một số thì nó cày xước nhẹ anh chị, nhưng mà cứ xài thì đẹp lắm, tại vì mình trồng cái trồng lưu đến giờ nó bị xước nhẹ nên là không có được, nó hơi chạy nhẹ đó. Đường kính nào 20 phân chứ nó vẫn là đẹp lắm, anh chị xài nó sẽ bớt. Bây giờ mình trồng rất là nhiều nè, nó cũng bị chạy nhẹ lắm, bị xước nhẹ. 1 ký gần 1 ký rưỡi, 270 bớt 20 ngàn, 250 nha, 5 cái là 250 gì cái 50 ngàn, 046 thì nha, 250, nó bị có bị xước nhẹ, con số bị xước nhẹ, xước thôi chứ không phải chạy, thì xước chạy nhẹ nhẹ thôi. Thì có ai chụp ảnh vô chụp rồi đó lên nè, còn nó là 5 cái duy nhất thôi đó, lạ độc lạ luôn á, thôi lòng định đồ xài được á, cái này còn có thôi, nó chụp chậm rồi anh háo phạm rồi. Đường kính là 20 phân nha anh chị nha, có 5 cái cân nặng là 1 ký 1, 1 ký là nó là 180 nhưng là 20 ngàn, đúng không? 198 ngàn cho em. 047 chưa, cũng hết mà ngồi nhai hết cũng 50 số. Nó nhai nhai tới nhai lui cũng hết 50 số. 5 cái xe gì nha, 1 ký 2 thì anh chị sẽ bớt được 6 ngàn cho anh chị nha, nó sẽ là 210 khoảng tờ 38 với 36 là 201 à, nào thứ hai là 201 198 luôn, 210 chị nha, đó, nó không biết có nào cộng lộn nữa, 210 anh chị nha, có nào cộng lộn tính lại, nói chung là thứ hai là 210 đó, 216 cũng như 220 mà có cái mình lộn mấy ngàn, đây là 048 nha, 5 cái đường kính thì khoảng 19 phân cho anh chị nha. Cái này là cái 35 ngàn anh chị, em không có cần căng đâu, nó căng thì nó lố cái tiền lắm, tại em vừa bán vừa cho nó hết luôn. Đường kính 18-19 phân gì nha, nói chung là nó bám sợi cừ đẹp lắm, có một số cái tiền 175 ngàn 049, có 5 cái nha, em vừa bán nói chung là khuyến mãi luôn, cái này 35, không có cần, cần cái tiếng mấy nè, rồi cái nào cũng cho số cuối cùng được, cái này để đâu, số cuối cùng nó đẹp nè, 4 cái nha anh chị, đẹp to lắm, tròn mà to nha, đường kính là 23 phân, cân nặng đó là 1 ký rưỡi giáp, thì cũng như 1 ký rưỡi này 270, cuối cùng 270 luôn, 4 cái thì nha, 270 xong 50, rồi anh sẽ gặp anh chị lúc mỗi ngày buổi chiều nha. Anh chị có coi xem video nguội, anh chị có thể gọi lại cho em trên số hotline. Gặp anh chị vào ngày mai nha. Bye bye.